Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những công việc rất quan trọng, góp phần nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với hơn 20 năm là giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh, giảng viên Trịnh Diệu Bình luôn tâm niệm. Đã là giảng viên dạy lý luận, trước hết bản thân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, với lý tưởng của Đảng. Cùng với đó, giảng viên Trịnh Diệu Bình đã xác định, việc học tập nâng cao trình độ là việc làm quan trọng, thường xuyên thì mới đáp ứng được yêu cầu của học viên hiện nay. Cần phải biết gắn lý luận với thực tiễn một cách sinh động nhất, nhưng để có thể gắn một cách nhuần nhuyễn thì người giảng viên giảng dạy kinh tế chính trị phải không ngừng nghiên cứu và các vấn đề lý luận đấy một cách sâu sắc. Cũng như giảng viên Trịnh Diệu Bình, giảng viên Nguyễn Thị Kim Duyên, Trung tâm Chính trị thành phố Hà Giang luôn làm tốt công tác nghiên cứu, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt những quan điểm mới, tư tưởng mới của Đảng luôn được vận dụng vào bài giảng, đáp ứng yêu cầu đặt ra cũng như gắn lý luận với thực tiễn. Làm sao mà để cho học viên hiểu được, rõ được vấn đề thì chúng tôi đã đưa những cái liên hệ thực tế cũng như là những cái mà tại địa phương của chúng ta đang có để làm sao cho học viên chúng ta hiểu rõ về vấn đề. Cùng với xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, yêu nghề, giỏi nghiệp vụ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố luôn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Đối với những nội dung chương trình, các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều được thực hiện nghiêm túc theo đề cương hướng dẫn của các cấp. Đặc biệt tập trung vào việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng rút ngắn thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thảo luận, thực hành đáp ứng xu thế phát triển của xã hội. Trung tâm cũng đã tham mưu cho huyện là xây dựng các cái chi tiết, các kế hoạch cũng như là quyết định giao chỉ tiêu các cái loại hình đào tạo bồi dưỡng cho các cái xã, thị trấn, các cái chi đảng bộ để tổ chức thực hiện cho nó hiệu quả trong cái quá trình đào tạo bồi dưỡng. Phát huy kết quả đạt được, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố cũng như các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị luôn xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, tập trung đào tạo gắn với thực tiễn, cập nhật vận dụng kiến thức mới vào từng bài giảng, tạo cho người học có hứng thú học, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.